thứ 9 trong 10 smartphone Android mạnh nhất tháng 11. Theo bảng xếp hạng của Antutu, ROG Phone 2 vẫn là chiếc smartphone đứng đầu bảng với 496.662 điểm, máy sở hữu RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB. OnePlus 7T và OnePlus 7T Pro chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3, với số điểm lần lượt là 482.881 và 482.532. Đây là hai smartphone có cấu hình mạnh với RAM lần lượt là 8GB và 12GB bộ nhớ trong đều là 256GB. Lần đầu tiên, smartphone Realme đứng trong top 10. Chiếc Realme X2 Pro xếp ở vị trí thứ tư với 476.185 điểm. Hầu hết các smartphone mạnh nhất trong top 10 đều dùng chip Snapdragon 855 Plus hoặc Exynos 9825. Ở phân khúc tầm trung, Redmi Note 8 Pro đứng đầu với 283.092 điểm. Máy có cấu hình RAM 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Đáng lưu ý chiếc V-Smart Lite của Vingroup giành vị trí thứ 10, với cấu hình RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB, đạt 206.778 điểm, máy dùng chip Snapdragon 675.